Dạ vâng, chào các bác. Đó, nồi đã sôi rồi các bác này, các bác nhìn thấy không ạ? Và đây là một cái em nồi cơm Toshiba cao tần. Nên chúng ta sẽ mở ra kiểm tra được luôn nồi trong quá trình nồi đang nấu các bác nhé. Rồi, tắt đi. Một em nồi cơm 0,63 lít đến từ thương hiệu Toshiba, mã RC gạch ngang 6XS. Dung tích 0,63 lít phù hợp cho gia đình 1 đến 3 người ăn thoải mái này. Màu đỏ mận khá là hiếm gặp luôn. Ok, để xong sẽ rút cái dây điện này ra để chúng ta có thể xoay được cái nồi nhé. Vâng, đây. Đây là cái màu đỏ bên ngoài thì nhìn nó sẽ sẫm màu hơn một xíu các bác nhé. Cái chỗ này chỉ là hơi nước vừa bốc lên thôi này. Đó. Nhìn qua màn ảnh thì cảm giác nó tươi thôi, nhưng mà ngoài thì sẽ là đỏ mận hơn một xíu. Rồi, dung tích 0,63 lít. Chúng ta sẽ xem thông tin cụ thể của nồi ở đây. Mã RC gạch ngang 6XF này. Dung tích 0,63 lít, công suất là 700W, sử dụng điện 100V. Với cái công suất này thì thật ra thì em này chỉ cần cắm qua một cái đổi nguồn 1000W là ok rồi. Và giá đổi nguồn 1000W là chỉ với là 340.000 đồng mà đồ Nhật Thanh Huyền đang cung cấp ra thị trường phải các bác. Bên ngoài thì shop đã dán dây tính Việt hết tất cả các chức năng rồi. Và em này gì ngoài cái các chức năng như là gạo nấu gạo trắng, gạo lứt, gạo không vo, gạo lứt nảy mầm này, gạo hỗn hợp. Ngoài ra còn có cả chế độ, đó là chế độ lên men làm bánh mì này, chế độ làm bánh này, hay là luộc trứng lòng đào. Đó, ok. Nhưng mà để mà xem được hết tất cả các chức năng thì chúng ta cần phải cắm điện vào để nhìn rõ được các menu trong này có những cái gì ngoài những cái chữ mà họ in ở ngoài các bác nhé. Sau khi cắm điện vào thì chúng ta sẽ hiển thị như thế này. Cái nồi nó hiển thị như thế này, chúng ta sẽ ấn menu để hiển thị tất cả các chức năng nhé. Rồi, nồi eco tiết kiệm điện này. À, có rất nhiều luôn, và đặc biệt cái em này có chế độ, đó là chế độ nấu sôi cháy này đó, hay là cơm cháy, nấu nhanh, nấu cháo đều có hết các bác nhé. Thật ra thì đối với một cái em nồi cơm cao tần bình thường để mà có chế độ nấu cơm cháy ấy, thì thường chúng ta sẽ gặp ở cái nồi dòng nồi Tiger, nhưng mà với cái em dòng 0,63 lít của hãng Toshiba này thì có cả chế độ nấu cơm cháy mà cơm thì sẽ ngon ngang ngửa với nồi Tiger các bác nhé. Lý do tại sao chúng ta sẽ đi trả lời ở ngay ở cái son của nó. Xin phép các bác là đồ Nhật Thanh Huyền sẽ cầm một chút giấy vì vừa mới đun nồi xong, son khá là nóng luôn, nó giữ nhiệt rất là lâu các bác ạ. Vì sao nó rất là dày này, các bác nhìn thấy không ạ? Cực kỳ là dày luôn, nóng lắm. Ôi. Rất là dày đấy. Em giữ nhiệt rất là lâu và bắt từ thì rất là tốt nha. Rất là tốt luôn. Xong xung quanh thế này. Chúng ta sẽ nhìn dưới đáy đây. Rồi. Và xong này là xong gân các bác nhé. Đây là cái dòng xong có gân. Cấu tạo 5 lớp này. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Rồi. Rồi, sau vậy xin phép phải hạ nó xuống thôi. Không thể giữ được lâu ạ, nóng ạ. Ok, ok. Rồi, cái son của nó đây. Chúng ta sẽ lau qua đi một tí vì nó bị khô quá. Nước, rồi. Đây là cái son các bác nhá. Rồi, cái răng ở trên là như thế nào? Trên này có 4 chữ là cao温 chú ý. Cao温 chú ý là gì? Là chú ý nhiệt độ cao này. Có hướng mũi tên đi lên là sàng là lên trên là gì, chúng ta sẽ đẩy cái nãy này, không phải đẩy cái nãy này ra mà chúng ta sẽ có cái phần, đây là cái phần đi lên này đấy, nó khớp hai cái phần này vào với nhau. À, bên trong rất là sáng, rất là trắng nhá. Mặt sau đây, ok rồi, và chỉ cần đẩy hai cái mũi tên này cùng với nhau mà cho vào thì chúng ta sẽ cho vào một cách rất là dễ dàng. Nghe tiếng khực ở hai bên này là ok nhá. Vì hiện tại này shop đang thao tác bằng một tay này sẽ bị chậm hơn một xíu. Còn nếu mà để mà thao tác hai tay thì rất là dễ dàng luôn. Và cái nồi này thì dành cho những ai? Dành cho những người nào mà ví dụ như nhà chỉ có khoảng tầm 3 người đổ lại các bác ạ. Có hai vợ chồng sống với nhau này, hai cụ già hay là hai vợ chồng mới cưới, hay là hai vợ chồng vào với con nhỏ thì là dùng thoải mái luôn. Rất là tiện lợi luôn ạ. Vì nhiều bác nói chuyện với đồ Nhật Thanh Huyền rằng là thật ra thì bác không có nhu cầu mua cái nồi quá to. Vì nếu mà nấu nồi to quá ấy, thì cơm mỗi một bữa ăn nó lại để lại nhiều. Còn nếu mà nấu đủ ăn thì nó lại lọt thỏm vào nồi, nhìn nó không hay. Mà thật ra thì với một cái em nồi cơm như thế này thì rất thích hợp cho nhà bác nào mà đang cần nồi nhỏ nấu đủ bữa ăn.
Đấy, nói thật ra để mà nói nấu đủ bữa ăn, nhưng mà nếu mà như mà chúng ta nấu mà đầy cái nồi này lên ấy thì 2 bữa ăn vẫn thoải mái các bác ạ. Thực sự là như vậy, trông nó vậy thôi nhưng mà nhỏ nhưng mà có võ các bác nhé. Rất là hay luôn. Mà cơm của dòng Toshiba thì rất là ngon luôn. Rất là ngon, rất là dền. Và chính bản thân gia đình shop cũng đang sử dụng một cái em Toshiba luôn. Vâng, và giá của nó em nói chỉ với 900.000 đồng. 900.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay một cái em nồi cơm rất là đa dạng chế độ nấu. Cơm ngon. Cơm cực kỳ ngon, lòng dày. Dày dặn. Hình thức thì ok, khá là đẹp mắt, bắt mắt đúng không ạ? Rất là lạ mắt luôn á. Bình thường nồi bình thường chúng ta thấy thì sẽ thấy là màu nâu hay màu đen hay màu trắng. Nhưng màu đỏ mận thì đã sẽ là hiếm nha các bác. Hiếm ở trong cái dòng nồi cơm. Và giá này thì bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Ưu tiên bác nào chuyển khoản hết 100% sẽ được bao ship toàn quốc luôn cho các bác nhé. Vâng, và cũng có thể là mời các bác tới tận nơi để xem hàng trực tiếp. Thử hàng thoải mái luôn tại địa chỉ của Đồ Nhật Anh Huyền, số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ngoài các sản phẩm nồi cơm này ra thì Đồ Nhật Anh Huyền còn bán rất nhiều các sản phẩm thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng của nội địa Nhật. Như nồi cơm, bếp từ, bình thủy đều có hết luôn các bác nhé. Và mời các bác đến tận nơi để xem trực tiếp, thử thoải mái luôn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền. Và các bác nào mà đang xem video mà thấy video hay hữu ích với bản thân mình thì có thể ấn nút like ở phía dưới và ấn chữ đăng ký để có thể cập nhật nhanh nhất những video mà Đồ Nhật Thanh Huyền gửi tới tất cả các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop Đồ Nhật Thanh Huyền.